Vào 9 giờ 30 phút sáng nay, tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19, khu phố 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một trường hợp vận chuyển khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, hiệu Anh Tươi Face Mask và đã báo cáo sự việc đến chính quyền và lực lượng chức năng địa phương xử lý. Qua xác minh, số khẩu trang này do một gia đình ở tổ 3 khu 6 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long tự sản xuất, không đảm bảo chất lượng và các điều kiện về sản xuất khẩu trang y tế. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 của các xã, phường, thành phố Hạ Long đã tích cực tham gia kiểm soát tại các khu dân cư, phát hiện cung cấp hàng nghìn thông tin có giá trị cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.